Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn sản phẩm loa Sound LG SK6. Trước mặt các bạn đây là toàn bộ sản phẩm bên trong mà vừa rồi mình đã quy hộp sản phẩm. Thì ở phía bên trong chúng ta sẽ có những bộ phận chính, đó là một loa thanh Sound 3, một loa woofer siêu trầm, và chúng ta sẽ có phụ kiện như là chiếc điều khiển. Ở bên đây chúng ta cũng sẽ có một sợi dây quang optical. Cái sợi dây quang optical này sẽ kết nối loa với DV nha. Còn phía bên cạnh đây chúng ta sẽ có giá treo. Đây là giá treo mà hãng trang bị đi kèm để chúng ta sẽ treo loa lên trên tường này. Đây là hai cái giá treo giống nhau nha. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. Trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng này thì sẽ hướng dẫn chúng ta về cách lắp đặt, kết nối những thông số, hoặc là hướng dẫn sử dụng rất là đầy đủ luôn nha. Ở đây thì LG trang bị cho chúng ta hai cái nẹp để nẹp những cái sợi dây điện cho nó gọn gàng hơn này. Và đây là chúng ta sẽ có một cái thước đo bằng giấy nha các bạn. Đây là một cái thước đo bằng giấy. Cái thước đo bằng giấy này sẽ giúp các bạn trong việc chúng ta căng lên trên tường và khoan đúng điểm. Đó, để cho các bạn bố trí giá treo cho nó hợp lý, không bị sai số nha. Hãng cũng rất là cẩn thận phải không ạ? Sau đây mình sẽ đi vào cái bộ phận chính là cái giải loa thanh Sound 3 trước nha. Ở giải loa thanh Sound 3 này thì ở mặt trước đây của chúng ta sẽ có những cái lớp lưới bằng hợp kim nha. Đây là lưới bằng hợp kim không gỉ. Ở mặt trước này. Đây các bạn thấy. Hoàn toàn là một lớp lưới hợp kim không gỉ. Rất là đẹp nha. Cái lớp lưới này sẽ bo luôn cả ở mặt hai đầu của loa. Ở hai đầu này luôn. Ở phía trên của loa thì chúng ta sẽ có một cái dạng, đây là dạng nhựa rất là cao cấp nha. Nhựa này là chống bám vân tay. Cái thiết kế chiều dài của loa thanh Sound 3 của SK6 này là tương đương 1m1 nha. Với chiều dài của loa này khoảng 1m1 sẽ rất phù hợp với những cái chiếc TV khoảng tầm 49-50 đến 55 inch. Bởi vì riêng cái dòng loa Sound 3 thì cái loa nó ngắn hơn TV thì nhìn vẫn đẹp, cho nên là các bạn có thể bố trí với những chiếc TV to thoải mái, nhìn vẫn hợp lý. Ở phía góc bên trái này của loa thì sẽ có thông số về công suất của loa là 360W này, và có những cái công nghệ như là DTS, Hi-Res Audio. Đây là những cái chuẩn âm thanh rất là tốt. Còn đây là Hi-Res Audio, cũng nghĩa là cái loa được trang bị cái chip xử lý là Hi-Res Audio. Với cái chip xử lý này sẽ xử lý được những cái định dạng nhạc điện tử hiện đại nhất hiện nay. Còn đây là cái công nghệ mà chúng ta sẽ kết nối loa với thiết bị, kết nối loa với Wi-Fi. Chúng ta có thể nghe nhạc online qua Wi-Fi mà không cần đến Bluetooth. Đó, còn đây là những cái công nghệ mà chúng ta sẽ tùy chỉnh những ống woofer siêu trầm. Dolby Audio HDMI Bluetooth, có nghĩa là loa sẽ kết nối được với Bluetooth này và HDMI đầy đủ nha. Thì sau đây mình sẽ đi vào một lượt cái thiết kế của giải loa thanh Sound 3. Ở phía góc bên phải này thì sẽ có một cái logo của LG, đây là truyền thống rồi. Mình sẽ quay ở cái mặt bên phải này nha. Ở mặt bên phải này của loa, chúng ta sẽ có những cái nút phần cứng nha. Ở giữa đây là power bật tắt, chúng ta sẽ bật mở loa. Đây là nút nhanh, các bạn về nút nhanh chế độ Bluetooth thì bấm vào đây là sẽ về chế độ Bluetooth luôn. Nút F đây là có nghĩa khi các bạn sẽ chọn những chế độ như là ví dụ như là kết nối Bluetooth rồi, chúng ta sẽ bấm vào F đây để sang những chế độ như là AUX này hoặc là jack 3.5, có nghĩa là kết nối với TV chẳng hạn. Còn đây là tăng giảm âm lượng nha. Đó. Với cái thiết kế của SK6 thì mình thấy là một cái thiết kế rất là vuông vắn và khỏe khoắn, tông màu đen truyền thống. Loa có một trọng lượng rất là nặng nhé. Cầm vào cái giải loa thanh Sound 3 này mình có cảm giác rất là đầm tay. Ở mặt sau đây thì đây sẽ có là cái khu vực kết nối nguồn nhé. Vừa rồi mình đã kết nối nguồn điện với loa. Thì khi các bạn nhận được hàng thì các bạn đây là cái khu vực mà kết nối cấp nguồn điện cho loa. Thì sẽ có một cái adapter ở đây các bạn xem.
đây chúng ta sẽ có một cái adapter cấp nguồn điện cho loa, loa sẽ chạy điện là 26W. Đó, còn với cái loa woofer siêu trầm thì chút nữa mình sẽ giới thiệu sau. Đây là kết nối nguồn điện cho loa này. Ở khu vực giữa đây chúng ta sẽ có cổng quang optical nhé. Đây là khu vực kết nối cổng quang optical với TV. Đây là posture in, có nghĩa là cái jack 3.5 các bạn có thể kết nối với máy tính này hoặc kết nối với TV qua jack dây 3.5. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khu vực là USB server, có nghĩa cái cổng USB này là cổng USB để chúng ta nâng cấp phần mềm nhé, chứ không phải là cổng USB để chúng ta phát nhạc đâu nha. Ở phía hốc bên cạnh đây, bên cạnh chúng ta sẽ có hai cổng HDMI, thì đây là cổng HDMI in và đây là cổng HDMI out. Cái cổng HDMI này chúng ta sẽ có thể kết nối với những thiết bị ngoại vi khác hoặc là có thể kết nối với TV. Đây là cổng LAN, chúng ta có thể cắm trực tiếp dây LAN để bắt mạng vào loa, hoặc là loa có thể kết nối được cả wifi nha. Vì vậy là các bạn thoải mái trong vấn đề sử dụng. Các bạn sẽ thấy rằng ở đây sẽ có một cái khu vực, có một cái vít lỗ đây. Đây chính là cái khu vực mà chúng ta bắt giá treo nha. Các bạn nhìn này. Đó, các bạn để giá treo tường vào đây. Sau đó ở bên trong có vít rồi, chúng ta sẽ bắt một con vít vào đây để treo loa trên tường. Đó là toàn bộ những gì của giải loa thanh sao 3 của SK6 nha. Sẽ có đầy đủ những cái dạng kết nối hiện đại nhất hiện nay. Và những cái công nghệ âm thanh, những cái chip xử lý âm thanh cũng rất là đời mới luôn. Hi-Res Audio, DDSX, Dolby Audio, các bạn thoải mái luôn về việc là trải nghiệm chất lượng âm thanh của loa. Thì sau đây thì mình sẽ đi vào cái thiết kế của loa woofer siêu trầm. Loa woofer siêu trầm sẽ có một cái chiều cao nha, khoảng tầm 40cm. Với chiều ngang đây là 18cm. Dưới đây là logo của LG này. Ở cái mặt trước này các bạn sẽ có một cái lớp dạng nhung nha. Nhìn vào sẽ cảm giác nó rất là ấm. Đây là lớp dạng nhung. Bo phía trước. Khu vực đây là khu vực mặt bát của loa. Đó, mình sẽ ấn. Đó, các bạn sẽ thấy đây mặt bát của loa. Đây là lớp mặt nhung bọc của phía trước. Còn về cái chất liệu thì loa sẽ được làm bằng gỗ và phủ ở bên ngoài là một lớp nhựa rất là cao cấp. Cái lớp nhựa này chống bám vân tay, sờ vào rất là thích nha. Một lớp nhựa chống bám vân tay bò toàn bộ loa luôn. Mình sẽ quay về phía sau để các bạn thấy được. Ở phía sau đây thì vừa rồi mình đã kết nối cái dây nguồn điện cấp cho loa của cơ siêu trầm. Đây các bạn thấy. Đó, dây nguồn điện nha. Ở mặt dưới đây chúng ta sẽ có khu vực đẩy hơi trầm này. Ở trên đây các bạn thấy, đây là khu vực mà hiển thị cái đèn thông báo. Khi loa đang ở chế độ tắt thì sẽ có đèn màu đỏ. Còn khi mà kết nối với loa thanh đang ở chế độ mở thì đèn sẽ ở đây sẽ là màu xanh. Đây là cái nút pairing. Cái nút pairing đây là khi mà trong trường hợp nha, nếu mà cái loa thanh và cái loa trầm nó không bắt auto với nhau, có nghĩa là không bắt với nhau ấy, thì các bạn sẽ giữ cái nút pairing này trong vòng 5 giây và nhả ra. Khi nào đèn nhấp nháy thì nhả ra là loa sẽ tự động bắt với nhau. Đây là một cái nút dạng reset ấy. Có nghĩa là khi mà loa nếu trong trường hợp mà nó không bắt với nhau thì mình mới làm như vậy thôi. Còn trên thực tế thì mình đã bán rất là nhiều các sản phẩm cho khách hàng thì rất ít khi có trường hợp mà những cái loa sao 3 này nó không bắt với nhau. Nhưng mà không sao, đó là một cái giải pháp của hãng, có nghĩa là khi không bắt với nhau thì chúng ta sẽ reset lại để cho nó về chế độ ban đầu để cho nó bắt với nhau. Hoàn toàn yên tâm nha. Như vậy là vừa rồi mình cũng đã giới thiệu qua về cái thiết kế của SK6. Sau đây mình sẽ đi vào một lượt nhanh và mình sẽ mở review một số đoạn nhạc để các bạn trải nghiệm qua về chất lượng âm thanh của SK6 nha. Thiết kế rất là đẹp, rất là khỏe. Cái loa woofer này nhìn rất là sang trọng nha. Sau đây thì mình sẽ kết nối loa với chiếc điện thoại của mình. Mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn đây nha. Khi mà loa ở chế độ tắt thì đèn sẽ màu đỏ. Chúng ta sẽ mở lên. Power bật tắt ở trên điều khiển đây. Mình sẽ hướng dẫn luôn về cái chiếc điều khiển này trong quá trình chúng ta kết nối. Đây là chúng ta sẽ tùy chọn những chế độ này. F là chọn những chế độ kết nối này.
BT là Bluetooth này, LGDV là kết nối dây HDMI à, dây quang. Còn đây là về chế độ HDMI này. Đây là chế độ jack 3.5 vô chơi nha. Đây là kết nối wifi. Đó, đây là optical. Mình sẽ về BT là Bluetooth nha. Thì khi mình về Bluetooth rồi để mình kết nối Bluetooth với chiếc điện thoại của mình thì mình sẽ vào phần cài đặt của điện thoại này. Đó, xong sau đó là vào phần Bluetooth. Mình đây nhìn thấy là SK6 đây rồi. Mình sẽ kết nối. Ok, đã kết nối phải không ạ? Sau đây thì mình sẽ mở một số đoạn nhạc để các bạn trải nghiệm qua về chất lượng âm thanh của SK6 nha. Mình sẽ vào Bluetooth. Oh,
Ok, như vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu qua với các bạn về sản phẩm loa LG SK6 và mình cũng đã review thử những cái đoạn nhạc để các bạn trải nghiệm qua với cái chất lượng âm thanh của loa. Tuy nhiên khi mà các bạn nghe loa ở ngoài thực tế thì chất âm sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc mình thu âm qua điện thoại nha. Sau đây mình sẽ hướng dẫn nhanh với các bạn về những cái nút ở trên cái chiếc điều khiển này. Đây là power được bật tắt này, đây tăng giảm âm lượng này, các bạn nhìn này. Đó. Còn đây là chọn những cái chế độ mà vừa rồi mình đã chọn các chế độ Bluetooth hoặc chế độ kết nối với cổng quang này. Đây là ngắt tiếng này. Đó. Đây là chúng ta lách bài này. Các bạn nhìn này, mình lách bài này. Đó, lách luôn bài nha. Lách bài quay trở lại. Play stop ở đây. Còn đây, nút ở giữa đây là chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được woofer siêu trầm này, mình sẽ giảm này. Ví dụ như đây là mình sẽ chỉnh woofer siêu trầm này, mình sẽ giảm về 0 này. Đó, có thể âm được. Đó, và có thể tăng giảm được woofer siêu trầm nha. Đây mình sẽ để mặc định về 0. Đây, chúng ta có thể tăng giảm được âm chép này, tăng giảm âm bass này, đây này. Đó, các bạn tăng giảm ở đây nha. Như vậy là trên điều khiển này chúng ta có thể tùy chọn được âm bass, âm chép, âm woofer siêu trầm tùy. Đó, còn đây là những chế độ nghe nhạc khác nhau nha. Ví dụ đây mình đang để chế độ tiêu chuẩn này. Đó, chế độ DTS này, ASC này. Đó, các bạn thiên về dòng nhạc nào thì hãy chọn những chế độ nghe như vậy. Ví dụ mình để tiêu chuẩn. Còn đây là info, đây là khi mà mở thì sẽ biết là loa đang kết nối với thiết bị gì. Đây chiếc iPhone của mình. Đây là Auto Voice, là những chế độ tự động auto âm lượng này, mức hợp lý nhất với không gian của mình. Cũng như là đây là Auto Power để tự động nhận những cái thiết bị mà khi đã nhớ. Ví dụ cái điện thoại này kết nối nó đã nhớ rồi là nó sẽ auto tự động khi mở lần sau. Còn đây là đồng bộ AV, có nghĩa là sẽ đồng bộ nhạc, tùy chọn theo nhạc sẽ đồng bộ theo những cái hiệu ứng. Có nghĩa khi các bạn mở chế độ này lên thì phát nhạc thì loa sẽ tự động phát cái nhạc cho nó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đó. Như vậy là trên chiếc điều khiển này cũng rất dễ sử dụng thôi. Rất là gọn gàng, dễ sử dụng, đầy đủ các tính năng luôn phải không ạ? Các bạn hãy xem qua một lượt nha. Hiện tại thì sản phẩm loa LG SK6 đang được bên mình bán và phân phối với một mức giá rất là tốt so với thị trường. Tuy nhiên giá bán sản phẩm sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với bên mình qua hotline Facebook hoặc Zalo, số điện thoại là 0977 254 396 để bên mình sẽ tư vấn các bạn. Sản phẩm sẽ được bảo hành điện tử chính hãng 1 năm của LG trên toàn quốc nha. Bên mình sẽ giao hàng và thanh toán tận nơi tại nhà các bạn. Khi nào các bạn nhận được sản phẩm trên tay mới phải thanh toán tiền với bên mình. Tất cả các sản phẩm đều mới 100% nguyên hộp, được bảo hành điện tử chính hãng 1 năm. Đó. Để đặt hàng thì các bạn liên hệ với bên mình qua hotline Facebook, Zalo là 0977 24 396 hoặc các bạn có thể qua website của bên mình là saobatv.com hoặc qua fanpage Facebook của bên mình là saobatv. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua các sản phẩm review lần sau. Xin cảm ơn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.